Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt công cụ plugin trong SketchUp. Để đầu tiên cài được cái plugin này thì đầu tiên các bạn nên đăng ký với một cái tài khoản trong SketchUp. Mình sẽ vào Windows này, mình sẽ vào Extension Manager này. Sau đó thì mình sẽ tạo một cái tài khoản trong này nhé. Thì ở đây mình đã có tạo sẵn rồi, thì mình sẵn mình tải về thôi. Thì để cài được cái công cụ này thì mình sẽ phải có những cái file cần thiết. Ví dụ trong cái này mình đã có những cái file này rồi. Sau này các bạn cần thì mình có thể gửi qua cho video. Đây là các cái công cụ mình cần cài này. Trong này nó có một cái file nữa là file mà đã cài đặt sẵn. Mình giải nén ra. Trong plugin này thì nó có hai cách cài. Cài thứ nhất là cài bằng cái công cụ cài đặt, mình sẽ chọn Install Extend này. Ví dụ mình cài chức năng Round Corner đây, Open. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là nó hỏi là mình sẽ phải cài thêm một cái chức năng nữa là Frido 6. Xong bắt đầu nó mới chạy được cái phần Round Corner này. Thì các bạn cứ chọn Yes. Đấy, thì nó sẽ dẫn đến một cái trang là Frido 6 này. Thì cái này muốn tải được thì các bạn phải có user để tải, đăng nhập user vào đó. Ví dụ như là mình sẽ chọn đăng nhập cho các bạn thấy. Đấy, thì đây sau khi đăng nhập vào thì nó sẽ cho mình tải cái này về. Thì ở đây mình đã tải sẵn rồi thì mình sẽ cài tiếp cho nó này. Chọn Install Extend Frido 6 này. Đây đúng không? Thì mình chọn Open. Đấy, Open như vậy là xong rồi. Đấy, nó sẽ hiện ra đây. Và bây giờ mình sẽ tắt bật lại cái này. Tạm thời lưu nó lại ở desktop đi. Đấy, xong rồi mình bật lại. Chọn Start này. Quá trình khởi động nó sẽ hơi mất thời gian một tí nên các bạn không nên nóng vội là bị treo á. Chọn nét này. Đấy, các bạn đã thấy là cái round corner mình đã thấy là có rồi đúng không nào? Đúc đây sẽ kéo nó lên đây, đúc lên này. Đấy, thì đây là cái cách cài thứ nhất. Cái cài thứ hai mình có thể cài như sau. Ví dụ mình có những cái file này, ví dụ như là mình muốn cài một chức năng, ví dụ như là Artisan này chẳng hạn. Cái này nó có rất là nhiều, trên mạng cũng chia sẻ rất là nhiều, nhưng mà khi mà mình cài vào đây ấy, nếu mà cài vào thì nó sẽ rất là nặng. Vậy nên là mình cần chức năng nào thì mình sẽ cài chức năng đó thôi. DM Artisan. Ví dụ mình sẽ chọn cái này chẳng hạn, DM này. Chức năng này thì thông thường nó có gồm hai file, một cái file folder chứa dữ liệu và một cái file chạy. Đây. DM Artisan. Mình sẽ copy cái đối tượng này. Sau đó thì mình sẽ vào computer, vào trong ổ C này, trong user này. Thì ở đây nó có mấy thuộc tính này. Thì mình nên dùng cái user mà mình đang dùng nhé. Ví dụ như ở đây chẳng hạn, mình đang dùng cái user có tên là Dell. Vậy thì mình sẽ kích vào cái user Dell này. Ở đây thì có một số máy nó sẽ không hiện như này. Thì tốt nhất là các bạn sẽ đánh như này cho mình cho nhanh. Mình xuống cái app data thì nó sẽ hiện ra. Mình chỉ cần vào thôi. Cho dù là ẩn thì mình vẫn vào được. Còn mấy thao tác mà làm phi hiện phải ẩn nó sẽ rất là ngạc. Nếu bạn không biết về máy tính thì mình sẽ vào admin này, chọn đến cái file SketchUp đây. Đấy, tiếp tục đến SketchUp này, mình sẽ chọn đến plugin này, sau đó thì mình paste vào đây. Đó,
Đấy, các bạn đã thấy là hai cái file DMATISA này vào đây rồi, sau đó mình tắt này đi và mình bật tắt lại cái chức năng này, bật tắt lại phần mềm này. Chọn Start Using. Đây, bạn chọn lết đây, các bạn đã thấy là của mình Atisa này công cụ đã lên rồi. Đấy, thì các công cụ còn lại thì các bạn cũng làm tương tự như vậy nhé. Video đến đây của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn.